500 anh em cho tôi hỏi là chim cu gầy nó có tắm nước không ạ? Đấy. Đây. Em quay như này là các bác biết là em có một cái điểm nhấn khác tất cả các bác khác. Khi nhà em nuôi trang trại như thế này là bán hoang dã. Tất cả những cái hàng bờ lô này đều xếp một cách thưa nhau ra. Và những cái giọt mưa này thì nó là những cái giọt không giọt thẳng vào con chim. Nhưng nếu như mà những cái lúc mà nó mưa bão to ấy, thì em ngồi ở dưới chuồng chim này em quan sát, hình như là chim nó còn hưng phấn hơn là lúc nắng. Đấy, các bác nhìn này, con chim nó xòe cánh ra. Đấy, nghiêng cánh ra nó đón những hạt mưa. Đấy. Đấy, thử hỏi rằng nếu như các bác nuôi một cái nhà bờ lô che kín, trang trại hàng nghìn hàng vạn con, thì thực sự là đến bao giờ cho nó đón được một hạt hạt mưa. Đấy. Bên em thì báo cáo với các bác đây, em zoom lại chút. Báo cáo với các bác là nó có nắng, có mưa. Đấy, có nắng, có mưa. Các bác cứ xem, cảm nhận. Đấy. Bình thường đố các bác nhìn thấy con chim nào nó quạt cánh như thế này để nó ấy cả. Thế nhưng mà khi mà những cái lúc nắng nhá, trong dụng đang mấy hôm đang ỉu rời, tự nhiên có một hôm hửng nắng lên thì các bác cũng nhìn thấy nó phơi mình như này, nó vặn cánh như này. Đấy. Nó vặn cánh nha. Đấy. Vặn cánh giơ tay phát biểu. Vặn cánh giơ tay phát biểu. Thế thì và cái phân của nó thì các bác thấy là nó bậu ở trên cái cầu này và nó cách mặt đất khoảng 1,5 m. Lúa mà có rơi vãi xuống thì gà nhà em đã sạch. Thế còn đấy, mưa. Không cái gì bằng cái tự nhiên các bác ạ. Chúng ta nuôi con gì chúng ta phải quan sát cái cuộc sống ngoài thiên nhiên của chúng như thế nào thì chúng ta sẽ đưa nó gần về với cái điều đó thì nó sẽ hiệu quả nhất. Đấy. Ưu điểm của cái mô hình của em đây thì báo cáo với các bác là một là chi phí thấp. Đấy. Hai là nhân công rẻ. Ba là gì? Là đảm bảo được cái sức khỏe cho con vật nuôi. Đấy. Thì các bác thấy là một cái nhà lưới như thế này khoảng 300 m² thì em làm nó cũng hàng chục năm nay rồi, nó vẫn thế thôi. Nó chỉ đáng khoảng 40 triệu thời điểm đấy. Thế thì còn những cái chú chim này thì cứ nối tiếp từng thế hệ. Em gột, em gây, em nuôi, em bán, em mua, em bán, em bán, em mua. Đấy. Tóm lại là đã làm nghề chim á, thì chúng ta phải có cái hội giao lưu. Thỉnh thoảng phải mua những cái giống chim hay về ghép. Đấy. Thỉnh thoảng phải đi vào trong bản, trong làng mua những con chim mà trong các cháu đi chăn trâu là nuôi thành khách rất là thuần. Đấy. Mua. Đấy. Hoặc là mình bán chim non, mua chim già. Thì các cháu hết năm học lại có công rồi đúng không? Mình để cho các cháu đổi hai con chim non đực tốt. Mua lấy một con chim khách, mình phụ thêm cho người ta 500.000 này ạ. Nên là các cháu thích quá. Được một con chim đổi lấy hai con chim. Đấy. Thế thì như vậy thì em sẽ thỉnh thoảng em sẽ có được những con chim khách rất chơi rất là hay. Đấy. Rất là thuần. Thế thì ở đây thì các bác thấy là mặc dù là mưa thế nhưng mà vẫn có một cái hàng ở mờ lồ ở giữa đây. Thì trong cái trường hợp như thế này thì con chim nó sẽ không quá bị ướt sũng. Đấy. Ở một phần nửa bên đằng sau lưng thì nó là em để mái che. Thì những con nào mà nó cảm thấy lạnh, ướt thì nó sẽ đứng sát vào rễ bên đó. Còn những nào con nào muốn tắm nắng, tắm mưa thì nó phải đứng sang bên này. Đấy. Nắng chiều, mưa chiều. Đấy, vậy chi là em chia sẻ cho các bác cái khoảnh khắc này là nó thực tế. Em đang quay ngày 11 tháng 8 năm 2021, đúng cái thời điểm Covid giãn cách xã hội rất là căng. Đấy. Đấy. Các bác nhìn này, những cái cánh nó bắt chéo ra như thế này, bắt chéo ra như vậy để nó tắm mưa. Đấy. Khi mà tắm mưa này là nó sẽ đuổi bỏ những ký sinh trùng giận mặt, con chim nó sẽ thoải mái hưng phấn. Đấy. Nó không có những cái mầm bệnh ở trong cơ thể. Báo cáo với các bác là như vậy. Còn những cái đôi
đôi nào mà chúng ta ghép sinh sản thì hãy cho nó vào những cái lồng như thế này. Lồng như thế này. Những cái lồng tròn tròn như thế này thì em phải 100 cái. Đấy. Thì bình thường thì em cứ sờ xuống cho chim ăn, cho chim uống, phòng bệnh cho chim, con nào có dấu hiệu thì mình chữa, quan sát chim gáy gù đánh nhau đấy, dồn nó vào ô nọ ô kia, xem trứng soi trứng ghép đấy, và tách ra những con nào để quay video đăng lên kênh để bán cho các bác đấy. Thì hôm nay nhân tiện trong cái lúc mưa em thấy một dãy chim nó đứng xoãi cánh ra, thì em cũng chia sẻ với các bác một chút đôi điều đấy, là cái chim của bên em thì nó có những cái khác so với một số anh em đấy. Và các bác chơi thì các bác thấy là nó cũng rất là khỏe chim. Đấy là một trong những cái nguyên nhân tạo ra những chú chim khỏe. Đây các bác nhìn này. Con chim trường dài rất khỏe luôn. Ở đây thì em có để số nhé, có để số đàng hoàng, con nào như thế nào là nó có số hết. Thì em quay video như thế nào thì em gửi cho các bác như vậy. Đấy, đó là cái thương hiệu của em lâu rồi. Đấy. Đây, chỗ này là đang đóng rồi, để mai gửi cho các bác. Đấy, em phải đứng ra đợi một chút cho nó khỏi mưa. Với cái nhà lưới này thì chúng ta có một cái ưu điểm là mèo không vào được, chó không vào được. Này, em trồng cả những cái cây nó ngọn lên trên gốc ở dưới. Mái bồ lô này con nào nó thích chui xuống dưới thì chui, nó bay lên trên thì bay. Đấy. Cái lền thì như thế này thì gà nó nhặt mưa tự nhiên. Nói chung là đất ở bao vì bọn em thì rất là rộng các bác ạ. Đấy. Nói các bác thông cảm, có khi bán 2.500 mét đất thì chỉ được 600 triệu. Đó. Đất bao vì nó là đất nó có những cái chỗ nó không có một phần so với vùng khác là cái giá trị nó không cao bằng, bởi vì là cái sổ đỏ nó không nó có những vùng là đất của nó là đất giao 50 năm đấy, nên là nó không có sổ đỏ, nó không có pháp lý về sổ đỏ, nên là nó rất rẻ. Tuy nhiên là ở đây thì chúng tôi vẫn sử dụng nhiều thế hệ nối tiếp thế hệ, vẫn cứ thấy dùng thôi. Còn mua bán thì nó sẽ rẻ hơn so với vùng khác. Tuy nhiên có những chỗ sổ đỏ thì vẫn là tốt, vẫn là như những vùng khác. Thì ở đây thì cái trang khu này em nuôi ở cái khu này nó rơi khoảng 600 mét vuông mà em dành để phát triển trang trại chim cu. Mà đây là một trong ba trang trại của em các bác nhé. Những cái trang trại mà chuyên phục vụ cái đàn chim Pháp Nhật để ấp đẻ bố mẹ các thứ đó, thì em gây cho ông anh trai. Nguồn chim thì em cung ứng và cung cấp trên kênh chim cu gáy hay trên thị trường. Đấy. Một năm thì em cung cấp cũng phải nói là rất là nhiều các bác, có thể là hàng vạn vạn luôn. Đấy. Có thể là một ngày bán 2-30 con là chuyện bình thường, vài con là ngày nào cũng bán, các bạn ngày nào cũng bán, chẳng là nào không đó. Thế thì các bác có thể tham khảo cái kênh của em để đăng ký theo dõi. Kênh của em thì tháng nào cũng ra những cái video khuyến mãi, tháng nào cũng ra những cái video khuyến mãi, và đặc biệt là có những cái chương trình tri ân khách hàng giảm giá. Đấy. Thì đây là những con chim mà nó mang màu sắc của bên em. To dài trưởng. Thì trong cái lúc mưa này thì cũng đi về cũng bị ướt, mà đi ở lại thì cũng bị mưa. Thế là quay cho các bác một cái clip đúng cái cảnh mà chim đang hưng phấn, đang giơ xoãi cánh ra tắm mưa. Đấy. Cái lượng lồng này em đầu tư những cái thời điểm đấy là cái bác bán lồng bác phải lưu lại số lại điện thoại, bởi vì là lấy liền một lúc là khoảng 100 cái lồng dài như này, 100 cái. Thế về là rồi lấy đạn, lấy ghim ghép bắn xa lên. Em cũng thay đổi rất nhiều qua năm tháng và tự rút kinh nghiệm, thì em thấy là nuôi ở ngoài trời và treo lồng cao lên này là chim khỏe nhất. Mình ưu điểm là mình chăm sóc nhân công của mình là nó không không phải dọn phân, mà gió nó ở ngoài này nó không bụi,
Nhiều khi các bác nuôi nhiều mà các bác vào chuồng chim, các bác như kiểu vào chuồng gà công nghiệp hàng nghìn hàng vạn con mà các bác không đeo khẩu trang là nó rất là bụi, lông chim lông gà nó rất là bụi các bác ạ. Nên đây nhà em thì nó thưa, mật độ nó thưa, hai nữa là nó thoáng. Khi mà nó thoáng nó không ẩm, nó thoáng tráng nắng thì thường là không bao giờ có mằn mặt các bác ạ. Trang trại nhà em không bao giờ có mằn mặt các bác nhé. Đấy, có một điều em khẳng định các bác như vậy. Và những cái con chim nào mà nó trong quá trình em có giao lưu đấy, hoặc là có những cái con mà nó ủ bệnh, em tách riêng ra một khu riêng em chữa đấy, chữa đấy. Thế thì đó là cái quan điểm của em. Thì hôm nay cũng chia sẻ một chút đôi điều, bởi vì là em cũng chơi một số anh em làm trang trại chim thì họ làm cái việc là quay khu, mà vì một số anh em là diện tích cũng giới hạn, nhưng anh em cứ mỗi lần vào chuồng chim các bác bụi, trong quá trình đó các bác dọn rồi uống nước máng tự động. Nhà em thì không dùng máng tự động, nhà em chỉ dùng một cái chai Coca này thôi. Lúc nào nó khoảng 2 ngày là bọn em phải thay, 2 đến 3 ngày là bọn em phải thay, thì cái nguồn nước của nó lúc nào cũng là mới. Thì nếu mà máng tự động thì nó cứ như vậy thôi, thì nó cũng bị chua nước. Đấy, các bác nhìn mấy con gà kia kìa. Đấy, nó quy bới cái nhặt thôi. Đấy, thì riêng nhà em thì cả năm rồi không bao giờ phải mua trứng, không bao giờ phải mua gà, bởi vì là nó rơi vào khoảng tầm 30 con, nó cứ đẻ xong nó lại mình cứ vừa thịt nó vừa đẻ là vừa đủ, không có của bán mà cũng không phải đi mua. Đấy, thậm chí nó mọc mầm mọc mạ này, nhưng mà mấy hôm sau là nó lại kéo nhau đến nó dãi, nó ăn những cái mầm mạ này, nó ăn những lúa này, thịt gà rất là thơm, trứng rất là thơm. Đấy, chim cu thì cái phân của nó xuống này thì là nó tạo thành cái nguồn thức ăn cho con giun, nhưng mà những con giun này thì vô tình cũng là mồi cho những cái con gà. Đấy, nên nó tạo thành một cái vòng tròn khép kín. Đấy, thế nên là cái môi trường khá là ổn định các bác nhé. Em nuôi bao năm nay rồi chưa có cái trường hợp bệnh dịch gì cả. Đấy, mà đặc biệt anh em nhận chim là phản hồi là tương đối khỏe mạnh. Ok, số Zalo cũng như số liên hệ của em là 0335305982. Em tên là Thao, phát triển 3 trang trại tại đất Ba Vì. Đây là cái logo của em để cho các bác nắm bắt được cái thông tin của em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau.